Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 31 tháng 1 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng Nai khởi tố 4 đối tượng mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép pháo hoa nổ. Mang xuân ấm áp về với người dân khó khăn khu tái định cư Bình Sơn, Long Thành. Kỵ linh giáp thình độc đáo phục vụ Tết ở làng gốm Bát Tràng. Thưa quý vị, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an làm trưởng đoàn, hôm qua đã kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và lễ hội đầu xuân 2024 tại Đồng Nai. Trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện 22 vụ trên 22 đối tượng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đã xử phạt tổng số tiền 148 triệu đồng, tiêu hủy 4,6 tấn động vật, sản phẩm động vật vi phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố. Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an Đồng Nai trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh, Công an các tỉnh, thành, giáp ranh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước đó, đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và các vấn đề liên quan đến môi trường tại Công an huyện Trảng Bom và Công ty trách nhiệm hữu hạn về Đồng Nai Việt Vinh, khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Tiếp theo là các thông tin pháp luật an ninh trật tự. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn 4 bị can để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán và tàng trữ 788 kg pháo nổ trái phép. Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 1 2024 trên tuyến đường thuộc khu phố 4C, phường Trảng Dài, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Tiến Khải, 27 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, điều khiển xe ô tô tải vận chuyển 54 bệ pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng khoảng 91 kg. Đến 20 giờ cùng ngày, tổ công tác tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Văn Sang, 50 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi đối tượng sử dụng xe ô tô du lịch chở 88 bệ pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng 204 kg, đến giao cho Khải ở khu phố 4A, phường Trảng Dài. Qua khai thác nhanh, các đối tượng cùng với tài liệu đã thu thập, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét cùng thời điểm tại 3 địa phương, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thu giữ thêm 473 kg pháo nổ, bắt giữ thêm 2 đối tượng tại tổng số tang vật thu giữ của nhóm đối tượng gồm 788 kg pháo hoa nổ và 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý ông Nguyễn Văn Dầu, 33 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, về hành vi vận chuyển khoáng sản cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai. Qua công tác tuần tra kiểm soát, chiều tối ngày 29 tháng 1, tổ công tác Trạm Cảnh sát Đường Thủy Long Hưng, Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện phương tiện ghe gỗ do ông Nguyễn Văn Dầu đang vận chuyển 2 mét khối cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, ông Dầu không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện, giấy tờ liên quan đến phương tiện nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ cháy vừa xảy ra tại ấp 8 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khiến hơn 2 hectare cao su 20 năm tuổi bị cháy, ước thiệt hại nặng nề. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua, một người dân đi trên đường phát hiện lửa cháy lớn trong vườn cao su của ông Lê Văn Hiếu ở ấp 8 xã Tân Lập.
Đám cháy lan rộng ra hàng chục ngàn mét vuông, sau đó lan sang khu vực vườn cao su mới thanh lý bên cạnh. Ngay sau đó, người dân hô hoán nhau cùng mang máy thổi lá và các vật dụng sẵn có, cô lập khu vực bị cháy, dập tắt đám cháy, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Vụ cháy đã làm thiệt hại hơn 2 hecta cao su 20 năm tuổi đang cho thu hoạch của ông Hiếu. Ước thiệt hại khá nặng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyện qua chuyện nay sẽ liên tục chương trình với các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Biên Hòa. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đến các khu nhà trọ có đông công nhân tại phường Hóa An, phường Tân Hạnh và phường Long Bình để trao 150 phần quà cho công nhân ở trọ và 3 phần cho các chủ nhà trọ. Tại các điểm đến, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người lao động nhân dịp Tết đến xuân về, mong muốn người lao động đón xuân an toàn, hạnh phúc. Tính đến thời điểm này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chi khoảng 450 tỷ đồng để chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2023 cho đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua, Công đoàn Khu Công nghiệp thành phố Biên Hòa đã tổ chức trao tặng quà Tết cho gần 210 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Nhàn đã chia sẻ những khó khăn với đoàn viên người lao động và mong muốn công nhân lao động vượt qua khó khăn, đón một mùa xuân thật vui tươi, hạnh phúc. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Công đoàn Khu Công nghiệp Biên Hòa đã trao tặng tổng cộng 17.000 phần quà đến tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn phân bổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Khu Công nghiệp. Thưa quý vị, những ngày này khi xuân chạm ngõ, Tết Nguyên đán cận kề, khắp các nơi trên địa bàn tỉnh đang diễn ra nhiều hoạt động vui xuân đón Tết. Tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai, nơi người dân tái định cư bắt đầu cuộc sống mới, hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn cũng rộn ràng hơn trước. Ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV. Năm nay, chương trình Xuân Xuân Vầy của tổ chức đoàn được tổ chức kết hợp với Tết Quân Dân của khối lực lượng vũ trang, mang đến một ngày hội vô cùng sôi nổi cho bà con xã Bình Sơn và các xã khác trên địa bàn huyện. Theo đó, bên cạnh hàng trăm phần quà được trao cho người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tại chương trình bà con đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ còn được tranh tài, gói nấu bánh chưng, bánh tét, bày trí mâm cơm ngày Tết và nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một cái Tết có ý nghĩa, đầy ý nghĩa và là có cái tình gắn bó giữa dân quân với lại đồng bào, cả nước mình, rất là vui. Với tinh thần đó thì cô cũng mong muốn là huyện mình mỗi năm mỗi tổ chức xây dòng để có cái tình đoàn kết giữa dân quân, đồng bào và địa phương với lại chính quyền. Em thấy hội thi này rất là có ý nghĩa, rất là vui, tạo ra một sân chơi để mình biết nhiều thứ hơn. Còn đây là phiên chợ không đồng được tỉnh đoàn Hội Chữ Thập Đỏ huyện Long Thành thực hiện. Với 14 gian hàng phục vụ đầy đủ các nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình, phiên chợ đã góp phần chia sẻ niềm vui cho bà con khó khăn, thanh niên công nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi phần quà cho 14 gian hàng này là khoảng 600.000 đồng để hỗ trợ cho 100 hộ dân của xã Bình Sơn. Gạo, nước tương, nước mắm, mì, dầu ăn, đường, hạt nêm, tương ớt, sa tế, dầu gió và bánh nước ngọt. Từ tháng 1 năm 2024 thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều cái hoạt động chăm lo. Thì từ đây đến Tết thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn và trực tiếp tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng thanh niên công nhân, đặc biệt là đối tượng thanh niên công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Với đa dạng các hoạt động dành cho nhiều đối tượng khác nhau, Tết Quân Dân, Xuân Xuân Vầy là sự động viên khích lệ cổ vũ tinh thần và thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức đoàn hội, của các cấp, các ngành, đoàn thể dành cho đoàn viên thanh niên công nhân, con em thanh niên công an và bà con nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai đang gấp rút triển khai nhiều công trình phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, những ngày này đội ngũ công nhân tăng ca để kịp tiến độ khai mạc đường hoa vào ngày 4 tháng 2 tới, tức 25 tháng Chạp. Đường hoa Tết năm nay có quy mô hoành tráng hơn so với những năm trước và ý tưởng thiết kế mới lạ. Đường hoa năm nay có chủ đề Biên Hòa Đồng Nai 325 năm khát vọng xanh, gồm một cổng chào, 5 mô hình trung tâm và 11 cụm tiểu cảnh. Tổng chiều dài của đường hoa khoảng 600 m từ giao lộ Hoàng Minh Châu, Nguyễn Văn Trị đến cầu Hóa An. Còn tại công viên Dương Tử Giang, hội hoa xuân diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp. Sân khấu tại công viên này sẽ có nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trẻ em đến công viên được tham gia các trò chơi dân gian. Thời điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cận kề là lúc nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao. Nhiều nhà xe khách tuyến cố định đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để tăng số chuyến phục vụ hành khách về quê đón Tết. Theo đó, các nhà xe đã mở bán vé Tết. Từ thời điểm giữa tháng 1, nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới 80%. Các nhà xe khẳng định đã tăng số chuyến xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Với một số chuyến xe buýt, các nhà xe đã tăng thêm từ 15 đến 20% số chuyến để đảm bảo không thiếu xe phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết. Cũng trong thời điểm này, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiểm soát các xe ra vào bến, đăng ký đón trả khách, kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái, hàng hóa, hành lý theo quy định. Thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị cùng đến với những sản phẩm văn hóa độc đáo của Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay. Vâng thưa quý vị, đã thành truyền thống, mỗi dịp Tết đến xuân về, các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng lại bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm linh vật tượng trưng cho con giáp năm mới. Và điều đặc biệt là những sản phẩm này không chỉ mang theo hơi thở của cuộc sống hiện đại, mà còn là nơi lưu giữ, quảng bá văn hóa, lịch sử của dân tộc. Có lẽ chính vì thế mà những sản phẩm của làng gốm Bát Tràng vẫn luôn là sự ưu tiên lựa chọn của nhiều người trong dịp Tết. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng về Bát Tràng để chiêm ngưỡng sản phẩm Kỳ Linh Giáp Thìn, một trong số những sản phẩm độc đáo của năm nay. Kỳ Linh Giáp Thìn với cái thông điệp là dấu ấn dòng thiêng, lấy cảm hứng từ hai cái yếu tố rất quan trọng trong lịch sử là quốc ấn Hoàng đế Chi Bảo. Đây là một trong những cái bảo vật của quốc gia đã bị thất lạc rất là lâu, thì cũng mới được di chuyển về Việt Nam. Thứ hai nữa là cái hình tượng rồng ấy được lấy cảm hứng từ cái nét đẹp của cái rồng Thái Lê, nó tương đối hài hòa và nó gần gũi với con người Việt Nam, cũng mang đặc trưng cái nét văn hóa của Việt Nam. Đấy, thì ngoài ra trên đế của sản phẩm thì nó có bốn cái hình ảnh, trong đó có ba cái chữ, một là chữ An, hai là chữ Thuận, ba là chữ Phát, thì cũng đều được lấy từ những cái chữ thư pháp của các nghệ nhân. Hình tượng cá chép hóa rồng thì cũng thể hiện một cái sự đột phá, một cái sự lột xác. Với ý nghĩa đó, khâu tạo hình được đánh giá là quan trọng nhất để cho ra sản phẩm rồng mang yếu tố Việt Nam. Tạo hình ra vây via với cả lửa sóng uốn theo vào cho con rồng cho nó phù hợp với cả khuôn mặt lẫn hình tượng sắc nét với cả bay bay bổng. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn có những yêu cầu đặc biệt để tạo nên sự linh thiêng tuyệt đối cho tác phẩm. Đất Quảng Ninh thì là có đền thờ Yên Tử, có thờ của vị vua của Việt Nam mình. Và cái nước sông Hồng thì nó chảy theo cái chiều dài của Việt Nam thì nó cũng uốn lượn như con rồng. Tất cả này hòa trộn vào và trong một cái sản phẩm thì tất cả nó là cái nguyên liệu đất, trời và nước đều của Việt Nam và của Bát Tràng hết. Mình cũng là cái tuổi của năm Thìn. Một phần nào đó hồn mình cũng sẽ nằm ở trong những cái tác phẩm tự tay mình làm ra. Sản phẩm này như một cái cách để truyền bá, để quảng bá và giữ gìn cái văn hóa lịch sử của Việt Nam. Những hình ảnh độc đáo về Kỳ Linh Giáp Thìn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh Trường Thiết Yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin phản ánh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v. quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnamdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.